Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em xin giới thiệu ở đây có một cây âm ly của hãng Yamaha, công suất 180W, bác có thể ghép vang hát karaoke. Một cái súp hơi của hãng Panasonic với bass 20, công suất max là 250W. Súp hơi các bác nhé, công suất chịu đựng 250W, bass 20. Ở đây có hai cặp loa rời, thì đây là check chrome của hãng Kenwood của Indonesia, củ lam châm kép, nón là dạng nón nõm này các bạn nhìn này, trông rất là cao cấp. Đây có một cặp check dome và một cặp bát củ khủng khiếp luôn của hãng Kenwood, các bạn nhìn củ nó to gần bằng mặt luôn. Đấy, cũng của Indonesia, lam châm kép, đây, cái dòng bát lõm, trông rất là sang trọng. Đấy, các bạn nhìn hàng bãi này, nguyên cả bụi mà vải của hàng bãi này, chuẩn đây này, đấy, bụi bãi này, đấy, bụi sợi vải tinh này. Đấy, đây chuẩn được bãi rồi. Thì ở đây em sẽ đo kích thước cái cặp loa, em đi báo giá từng sản phẩm, sau đó em sẽ đi thông số đấy. Cặp check room này em bán cho các bác là 300.000 đồng này. Cặp bát này em bán cho các bác là 450.000 đồng thôi nhé, 450.000 đồng không bao gồm phí ship, 300.000 không bao gồm phí ship. Súp hơi của hãng Panasonic giá 1.200.000 đồng và âm ly của Yamaha này có một chút xấu này, mặt nhôm lông chuột, màu lông chuột các nhá. Đây, có một chút xấu xước ở trên này này. Đây một chút nữa này. Đây các bác có thể đi qua này, nước qua một chút này. Em thanh nghi cho các bác giá 1.600.000 đồng. Các bác có thể ghép vang hát karaoke. Âm ly này các bác nó đánh trở kháng rất rộng luôn, từ 4 đến 16 ohm, các bác rất dễ nên ghép loa, nó có thể đánh ghép được hai cặp loa bass 25 dòng trở kháng 8 ohm trở lên đấy các bác. Hai cặp loa bass 25 hát karaoke thoải mái được. Âm ly rất là khỏe, có chỉnh bass check, giá thành đi cho bác 1.600.000. Thì em sẽ đi test và quay chi tiết hơn sau. Để em giới thiệu cái loa nẻ trước cho nó cho nhanh. Loa này thì em đã test ok, hát hòa rồi, không vấn đề gì cả. Đây các bác, đường kính ốc này 8 cm nhé. Đấy, 8 cm. Đây. Các bác thích kích thước của củ nam châm gì đấy, kích thước là khoảng 5 cm, cả cái dưới là 5, còn cái trên là 4,5, cái dưới này 5 cm, hai tầng mà. Đấy, giá 300.000 đồng không bao ship. Trông củ trông rất to, trông rất là khủng khiếp, của Indonesia sản xuất này, lắp ráp tại Indonesia. Đấy, đây còn cả bát nữa, cũng hầm hố của Kenwood đây. Đường treo ốc là 11,5 các bác nhé, còn ở dưới này 8,5. bát này anh em từng gọi là bát 12. Còn chiều cao các bác nhìn nó rất là cao, 7,5 cm. Củ to thì nó gần như bằng cái mặt, cái màng hoa luôn các bạn. Củ này các bác nhìn này rất to, Kenwood Indonesia. Đấy, các bác về lên thùng che cháo tùy các bác, giá 450.000 đồng không bao ship nha các bác. Màng là màng carbon, gân cao su zin. Dòng này thật các bác cho cái tiếng bát khá là sâu và tốt, riêng dòng gân cao su và màng carbon, sức chịu đựng của cái dòng này khá là tốt. Các bác nhìn củ này đã thấy chất của nó rồi. Đấy, Kenwood 450.000 đồng không bao ship nhé. Tiếp theo là cái súp của Panasonic. Đấy, kích thước của những súp như sau: chiều ngang 18, chiều cao 36 và chiều sâu 32. 1.200.000 đồng. Súp bát ở bên hông. Súp này bát này bát 20 các bạn. Súp này cái lớp lưới này nó dính liền với khung sườn của loa rồi. Đấy, bát 20 màng trắng này. Đây thông số nó đây. Các bạn nhìn này, Panasonic này. Trở kháng 6 ohm, max 250W đấy. Made in Malaysia, fabricated, cái này tiếng này nhớ không nhầm là tiếng Pháp. Đấy, thùng vách thì đẹp. Đấy, dây loa đây, dây loa dài. Thì đây em sẽ test luôn cái súp cho các bác. Để các bác nghe qua cái tiếng súp này. Luôn các bạn.
giá là 1,2 triệu các bác nhé. Súp này là súp hơi, và súp này thì các bác cũng không nên hát hò làm gì cả, hát hò thì các bác hát hò thì mấy người tan hết súp này ngay. Các bác bơi các bác chỉ có là nghe nhạc thôi. Cái âm ly mà có đường súp, hoặc là các bác mua một cái vỉ mạch và súp điện đấy, thì các bác kết nối vào đây đấy, 1,2 triệu không bao ship. Tiếp theo là một cái âm ly của cuối cùng, âm ly của Yamaha, điện thoại địa chỉ của em ở đây. Dòng mặt nhôm màu nâu chuột, kích thước như sau: chiều ngang 43,5, chiều cao 14,5 và chiều sâu 28. Hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V, nội thất máy móc ở đây. Nội thất máy móc thì cam kết cho các bác zin nguyên bản. Ở trên này là 4 con sò than rồi, ở dưới nữa, ở tầng dưới nữa, 4 con nữa, 8 con nữa. Máy đánh rất là khỏe luôn. Đây, phía sau của đây. Cái dòng này thì cái nó rất là hay, là cái trở kháng rất là rộng, các bác nhìn này, cổng main này, main ở đây, main đây, có nó A và có nó B, có chữ main này, MAIN này, đấy, MAIN. Riêng nếu mà có hai nước gạt, gạt xuống dưới và gạt lên trên, nếu mà gạt lên trên A hoặc B, tức là cổng A hoặc cổng B, trở kháng thấp nhất là 4 ohm trở lên. Đấy. A cộng B trở kháng thấp nhất là 8 ohm này. Đấy các bạn, đấy, gạt xuống dưới này. Gạt xuống dưới nhé. Đấy, gạt xuống dưới này. Đấy. Gạt xuống dưới là cổng bên này, A hoặc B là 8 ohm trở lên, còn A cộng B là 16 ohm trở lên. Đấy các bạn. Đấy. Cái này các bác cứ ghép loa cực kỳ dễ, những cái dòng Onkyo, những cái dòng loa 4 ohm ấy các bác ghép vào đây đánh càng đét hơn các bạn. Đấy. Ở đây nó hỗ trợ cả đường subwoofer, đường sub điện này. Yamaha công suất 180W này, hàng sản xuất lắp ráp tại Malaysia này. Đường các đường tín hiệu trên ngoài bên ngoài CD này, follow rồi đây các kiểu này, các bác cắm cổng nào thì bật cổng đấy. Âm ly này thì rất dễ sử dụng thôi, có loa A và có loa B đây, bát check vào đây, ba năng cân chỉnh loa. Dòng Yamaha này cho tiếng bass rất nhiều các bạn, khá là nhiều bass đánh sâu. Đây, check các bác nghe tiếng check này. Ở đây là các đường chọn tín hiệu này. Đấy. Đang cắm cổng CD. Và ở đây có cái chế độ nghe nhạc hai kênh. Đây cái chế độ effect up. Đấy. Chế độ effect là chế độ bật tắt các cái chế độ, ở đây là những chế độ nạc để xem phim các bạn. Còn các bác để chế độ effect up này. Effect up là effect, tức là chế độ nghe nhạc stereo như âm ly thông thường mà gọi là âm ly hai kênh ấy. Chế độ effect up các bác nhìn, up thì nó là âm ly hai kênh. Đấy. Trong này thì tuner dòng này thì tần số nó chỉ đến 90 thôi, nó không có tần số của Việt Nam. Toàn tần số 90 thôi, không, tần số nội địa của Nhật, không muốn bắt cái tần số của Việt Nam đâu. Đấy. Giá 1,6 triệu đồng. Đấy. Hình thức thì nó như trong video đã mô tả đây, nó bị cái vết chảy nhẹ xíu thôi. Đấy. Các bạn có thể mua những cái tem nhỏ nhỏ dán nó vào che khuyết những cái vết đề vết xước này. Đấy. Nói chung không mức độ lắm, nhưng tổng thể thì nhìn xa xa thì vẫn còn long lanh các bạn. Đấy. Đây, năm máy này qua nhá. Giá 1,6 triệu đồng không bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì lại cho em qua số điện thoại 0961225255. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.